Rồi hello anh em nha, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hữu Phúc. Tiếp tục clip ba mấy cho anh em nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356, có trên cái bảng nha anh em. Mình ở cái bên Cát Tiên Lâm Đồng nha. Quy định mua máy thì anh em vui lòng cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100k Viettel. Đó, chi tiết thì mình cũng đã báo sẵn trong. Anh em tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền máy lúc nhận được hàng. Ok nha anh em. Con máy đầu tiên hôm nay là con Oppo A37 nè. Con này vỏ thay nha. Vỏ thay đẹp ha. Đó. Vỏ thì thay đẹp, đã cái dán keo luôn cho anh em luôn. Con này màn hình 5 inch nha, RAM 216, pin 2630. Kính thì đẹp, có lông mèo nhẹ thôi. Kính lông mèo cực nhẹ. A37. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Con này xài rất là lành tính anh em. Nói chung anh em nào xài thì nghi gọi với Wi-Fi, Zalo, Facebook được, xài ok. A37 để anh em giá 1.500.000, 1.500.000, máy đẹp nha. Tiếp theo là con G2 Dream. Con này thay sườn vỏ mới hết rồi. Snapshot ra là ok hết rồi, nhìn rất là đẹp. Thay mới keng. Kính thì không có xước luôn. Anh em mua thì mình sẽ dán miếng cường lực cho anh em luôn nha, về khỏi phải dán tốn tiền ha. Màn hình 5 inch nha anh em. RAM 1.5GB, bộ nhớ 8, pin 26, pin 2006 nha. Kính đẹp, lưng đẹp. G2 Dream G532 anh em. Con này thì mình bán cũng rất là nhiều rồi. Anh em mua rất là nhiều cái dòng này, tại vì nó rẻ tiền và dễ xài. G2 Dream máy đẹp, để anh em giá 690.000 thôi. 690k kèm sạc, dán cường lực cho anh em luôn nha. Ok. Asanjo, tiếp theo là con Asanjo S2. Con này pin 3800 anh em, màn hình 5 inch, RAM 1, bộ nhớ 8GB. Máy thì dạng máy có thôi, pin trâu bò. Ngoài hình đẹp tầm 97-98 ha, kính đại dán cường lực cho anh em rồi. Còn pin không? Asanjo S2. Đó, máy hiển thị cũng rất là sắc nét nha anh em, để anh em giá 680.000 thôi. 680k kèm sạc cường lực luôn cho anh em nha. Asanjo. Tiếp theo là một con Samsung J710, bản Việt Nam 2 SIM nha. Đó, vỏ sau thì chưa có thay nên nó hơi trầy xước xấu nha anh em. Sườn có trầy xước nha. Đó. Sườn trầy xước ha. Đó. Con này là J710. Màn hình 5.5 inch nha, RAM 216, pin 3300. Kính thì coi thử, kính đẹp anh em. Kính gần như không có lông mèo lông chuột gì hết đó. Ok luôn. Chức năng thì ok. J7216. Coi cái loa coi. Ok, cũng còn nghi trong anh em. Loa liếc rồi ok. J710. Con này để anh em giá 1.3 triệu thôi cho nhanh. Giá 1.3 triệu, mấy màn ring nha anh em. 1.4 triệu nhưng mà thôi, để 1.3 triệu lên cho nó trôi cho nhau. Tiếp theo cho anh em là một con Realme C3, máy màu xanh lá, xanh đậm. Kính camera thì có một đường nứt như đây, nhẹ nhẹ, thấy không ảnh hưởng gì hết. Anh em nhìn thấy, thấy không? Liếc kỹ là thấy ha. Kính thì có lông mèo nha, kính có xước lông mèo. Còn bên trong này, Realme C3. Màn hình 6.5 inch, ui pin hết mất rồi. Tí mình sạc pin thôi. Màn hình 6.5 inch nha. Con này RAM 3, bộ nhớ 32, pin 5000. Đó. Realme C3, máy nguyên zin nha anh em. Con này để anh em giá 1.8 triệu nha. 1.8 triệu kèm sạc dán cường lực luôn. Tiếp đến là một em Oppo A3s. Con này RAM 332 anh em, chứ không phải RAM 216. Vỏ ring có xuất sắc ha. Vỏ thì riêng, màn kính đã dán cường lực rồi, màn đẹp không có xước. Màn hình 6.2 nha anh em. RAM 332, pin là 4230. Đây. A3s là RAM 332, con này thì xài sẽ ok rồi. Còn có cái dòng RAM 216 nữa thì nó rẻ hơn nha anh em. Con này thì RAM 332. Đây, cho anh em xem luôn cấu hình máy. 3GB nè anh em đó. Kính đẹp không xước nha anh em.
con này đến em giá 1.800.000 nha, 1.800.000 máy riêng luôn, ABS Realme 5i màu xanh lá. Mấy con này kính camera đa số có thấy nước nứt, có nứt nha nè, nhẹ ha. Đây, lưng này đã dính keo. Realme 5i màn hình 6.5 inch, RAM 332, pin 5000. Con này thì kính không xước nha, kính đẹp. Kính đẹp keng luôn. Đó, máy hiển thị rất sắc nét. Chức năng ok. RAM 332. Realme 50 đời mới, con này đến em giá 2150. 2150 nha anh em. Kèm sạc và mình sẽ dán cực lực luôn. iPhone 5C màu trắng, còn coi. iPhone 5C. Đó. Máy quốc tế ha, chỉ việc bỏ SIM vô là xài thôi, không có dính tài khoản nha anh em. Tài khoản sạch sẽ hết ha. 5C 16GB máy quốc tế, bỏ SIM là xài, máy đẹp tầm 97. Đó. Con này đến em giá 950 nha. 950k kèm sạc. 6S ring, một con 6S ring đẹp 9899. Đây nè. Máy nguyên ring nha, đẹp tìm 98 trở lên nha. Chức năng thì khỏi phải bàn. Máy quốc tế, bỏ SIM là xài thôi. Đó, màn hình này rất là ok, máy nguyên ring. Tài khoản sạch sẽ ha. Bật wifi cho anh em xem đó, ok. Vân tay về chân đầy đủ, nói chung là máy nguyên ring. Đẹp kính là 99 luôn, không xước nha. 98 99, 16GB. Con này đến em giá 2.600.000 nha. 2.600.000 máy nguyên ring. Anh em nào cần thì liên hệ ha. 2.600.000. Tiếp theo là một con 6 cộng. iPhone 6 cộng. 16GB. Máy thì ngoại hình loa sao cũng còn đẹp. Kính đã dán cực lực rồi nha anh em. Lông mèo nhẹ nha. Có lông mèo nhẹ ha. Đã dán cực lực rồi. Con này để coi thôi. Có vân tay không ạ? À không vân tay nha. Con này không vân tay nha anh em. Có sao thì mình giới thiệu cho nó dễ. Đúng rồi, không vân. 16GB quốc tế, bỏ SIM là xài nha. Wi-Fi. Ok hết ha, chức năng đầy đủ. Chỉ việc bỏ SIM là xài thôi. 6 Bluetooth 16GB. Không vân. Đến em giá 2.100.000. 2.100.000 nha. Kèm sạc hay dán lực rồi. Tiếp theo là một con Samsung A30 bản hàng. Bản hàng thì mình anh em biết rồi ha, một SIM. A30 bản hàng, máy màu xám. Kính đẹp 99 nha. Lưng thì cho 98 thôi cho dễ chịu. Kính 99. Màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000. Máy đẹp, ngoại hình rất là đẹp nha, ướt mát. Ok luôn. A30. Máy hiển thị rất sắc nét. Đó, wifi đều các kiểu ok hết. A30 chức năng ok chuẩn, máy đẹp. Đến em 2.700.000 thôi. 2.700.000 kèm sạc dán cực lực luôn. Tiếp theo thì mình có một con Tab Martell 8 inch, Tab 8 anh em, máy mới ha, hàng thanh lý siêu thị. Đây, cho anh em coi luôn. Máy thì gồm có hướng dẫn sử dụng các kiểu, cục sạc, có cái bao da luôn này, sạc tai nghe cáp chất đầy đủ hết này. Đó, có cái bao da luôn nha anh em, bỏ vô là xài thôi. Tab 8 inch của Martell, về xem YouTube thoải mái nha anh em. YouTube rồi mạng muôn đồ vô mạng là thoải mái. 8 inch rất là rộng. Đó, máy lớn nha. Tab 8 máy mới luôn, chưa hề sử dụng nha anh em. Đó, xài cũng rất là sướng con này, bỏ SIM vô đây. Anh em đó, cái này là bỏ SIM vào nha, SIM lớn nha anh em. Mình coi thôi, một cái lớn nha, một cái nhỏ. Còn thì nhớ đây. Anh em bỏ SIM cái nắp ra là bỏ SIM thôi ha, một SIM lớn, một SIM nhỏ. Một SIM đây là micro này, SIM micro. Đây SIM lớn. Cách một đường là được, còn SIM nano là máy nhỏ rồi nha, SIM nhỏ. Đấy, nếp lại đi. Ok, Tab 8, con này để anh em
sale cực luôn nha, giá 1.700.000 thôi, nhanh gọn 1.700.000. Anh em nào cần thì hú nha, về xem YouTube thoải mái luôn. Bữa đó bán 1.000.000 tầm phải 1.200.000, 1.200.000, 1.300.000 nha anh em, nay sale luôn giá 1.070.000, cả ship về tại nhà anh em tầm 1.100.000 là hết. Quá rẻ. Tiếp theo là một con VinFast Joy 3, máy đẹp và lưng keng nha, kính có vài cọng lông mèo nhìn nhẹ đây, vài cọng lông mèo vậy. VinFast Joy 3 RAM 332, RAM 3GB nha, máy hiển thị rất sắc nét, RAM 332, màn hình 6.5 inch, pin thì 5000, trâu bò pin 5000. Đó, chức năng thì khỏi phải bàn nha. VinFast Joy 3 còn đến em giá 1.850, 1.850.000, mấy mới can luôn. Lưng sau thì quá đẹp, trước thì hơi xước xước. Một em iPhone 7 lút, máy riêng nguyên, màu đen, đẹp tầm 97-98, con này cũng rất ok nha. Vỏ thì sườn có xước xước nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà đẹp. Con này mình coi đây. Wi-Fi mạnh nha. Vòng tay đầy đủ ha. Đó, vòng tay đầy đủ. Pin còn 89, nói chung còn ok. Máy riêng nguyên. Con này bao nhiêu ghi? 7 Bluetooth. Máy riêng nguyên. 128GB nha anh em. 128GB nha. Bán nhanh cho anh em luôn. 5.600.000. 5.600.000. Kèm sạc. Giá cơ lực luôn. 128GB. 7 Bluetooth. Anh em nào còn lái nha. Máy nguyên riêng. 5.600.000 thôi. Ok. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây. Thằng Ái chào anh em nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà.